Mình chào cô chú anh chị, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube Phước Thiên Vlog của em nha. Thì hôm nay em có làm mấy bộ cửa sổ lùa hai cánh bằng sắt nè. Thì sẵn làm thì chia sẻ cho mấy anh em nào mà mới vô nghề chứ chưa biết nghề á, để mấy anh em đó xem tham khảo để mà làm. Còn anh em nào đó là thợ thầy thì xem cho vui hoặc là lướt qua giùm cho mình nha. Đó, thì em đứng gần đường nên xe cộ lại có hơi ồn, mong cô chú anh chị và các bạn xem thông cảm. Đó, thì em chuyên về kính nhôm sắt, nóc sắt mỹ thuật, nhận thiết kế và thi công ở các tỉnh, nên cô chú anh chị nào có nhu cầu làm thì cứ liên hệ với em nha. Đó, thì cái hình thức làm cửa sổ lùa hai cánh với bốn cánh thì nó cũng y nhau thôi, với lại mỗi anh em thợ thì mỗi cách làm khác nhau. Ở đây thì em chia sẻ cái hình thức mà làm sao mà cho dễ hiểu nhất. Đó, để cho anh em mà mới vô nghề như anh em mà chưa có làm á, chưa từng làm cái mẫu cửa sổ lùa thì bằng sắt thì xem cho tham khảo nha, rồi làm nha. Rồi thì ở đây em sử dụng khung bao là hộp 48 đó, khung bao là xung quanh là hộp 48 nè. Còn ở cái máng trên là em sử dụng là la 3, còn cái ray dưới em sử dụng là la 14, dưới lại là la 14 hai bên, để mình khi mình lùa hai cửa qua nè. Khi mình lùa hai cái cửa qua là cái cây la mình nó sẽ giấu cái khe hở, khi mà mình lùa hai cánh qua mình khó lại, với lại nước mưa nó sẽ không có len vô được, khi mà hai bên mình đóng cửa lại là nó không có len vô đó. Rồi đây em quay cái máng với lại là quay cái trong cái cửa lùa rất là nhẹ nha. Đó, cửa nhiều lùa rất là nhẹ luôn đó. Nói chung là rất là nhẹ đó, rất là nhẹ nhàng. Thì cánh ở đây mình có thể sử dụng là cánh hộp 24 hoặc là 2550 hoặc là vuông 3 hoặc là 36 thì tùy mình, nhưng mà ở đây là do em thiết kế gia chủ tao đòi là ba cánh. Tại sao gọi là ba cánh? Cái này hai cánh với lại một cánh của cái rèm chống mũi nè đó, cái rèm chống mũi nó sẽ nằm ở trong đây nữa, nên là nếu mà mình làm bằng hộp 36 á hoặc là vuông 3 á, nó sẽ cái bảng này nó sẽ bự ra, cái rèm máng của mình nó sẽ bự ra thì nó chiếm hết diện tích, là mình không có gắn được cái cánh của cái rèm chống mũi này đó, rèm chống mũi nè đó. Cái rèm chống mũi này khi mà người ta không thích thì ta mở ra thì cho nó lấy gió rồi vô cho nó thoáng, còn khi mà mình đóng lại á là để mình chống ruồi mũi côn trùng đó. Rồi với lại là ở trong đây nó còn một cái khung bảo vệ nữa, thì khung bảo vệ là gia chủ yêu cầu làm bằng inox đó, em sẽ làm bằng inox luôn, nên là khi mà mình làm cái bảng cánh của mình nó càng to, rồi cộng thêm cái cánh của lưới chống mũi với cộng thêm cái khung bao nữa, nó sẽ cái tường của người ta thì chỉ có 10 phân thôi, nên là mình không có được làm bự hơn cái tường 10 đó. Ví dụ như cái bự ra chừng cỡ tầm 5 ly một phân thôi, chứ nếu mà mình làm bự quá thì nó sẽ bự hơn cái tường đó, cái khung bao của mình nó bự hơn cái tường là không có được đó. Nên ở đây em phải sử dụng là cái cánh hộp 24 đó, rồi chạy la xung quanh, rồi ở trong sẽ là lấy U7 hoặc là U10 để mình ép kiến đó. Rồi quay mặt trong cho cô chú anh chị và các bạn xem nha. Đó, thì đây là mặt trong nè, khi mình đóng hai cánh lại thì mặt trong nó sẽ như vậy. Rồi cái cánh của lưới chống mũi nè, đây nó sẽ đặt vô đây đó. Nếu mà mình làm cái bảng cánh này mà nó bự hơn nữa thì nó sẽ lấn ra, nó lấn ra là cái cánh lưới chống mũi của mình nó bự ra nữa là sẽ không có được đó. Với lại tại còn cái khung bông inox của mình nữa, mình hàng ở ngoài đây nữa là cộng vô đó. Nếu mà mình làm bự ra thì bắt buộc cái khung của mình nó phải bự ra nữa, khung bao mình phải bự ra nữa. Nếu mà đối với cái dòng tường 20 thì ok, còn tường 10 là mình làm sao đó. Ví dụ như ở đây mình tường 10 thì mình làm đúng 10 phân, hoặc là quá lắm là 10 phân 5 ly hoặc là 11 phân là tờ hồ người ta sẽ tô theo. Ví dụ như ra 12 13 phân thì người ta sẽ tô không nổi nha các bạn nha, thì tô vẫn được nhưng mà cái nặng cái công của người ta đó. Rồi thì ở đây là em cánh em chưa có hoàn thiện, nhưng mà em hàng chết mấy cái góc với lại là vô la ép kiến nữa đó. Rồi thì sẽ tháo cánh lùa cánh lùa, nói chung nó rất là nhẹ luôn, mình để thẳng lên vô mình để nghiêng nè đó. Nói chung là cái cánh là lùa rất là nhẹ, nó nhẹ nhàng lắm đó, rất là nhẹ luôn. Rồi khi mà mình sơn mình gắn hoàn thiện cho gia chủ á, thì ở dưới cái máng này nè mình sẽ tha một ít mỡ bò lên đó, để khi mà lùa nó nhẹ một phần, với lại khi nước mưa nó vô bánh xì mình nó sẽ không có hư đó. Còn ở dưới là sử dụng nè, sẽ tháo cánh quay máng trên máng dưới cho các bạn xem tham khảo nha. Thì khi mình tháo bánh tháo cánh ra thì ở đây là cái máng nè, cái máng. Thì khi mình sử dụng, ví dụ như mà ở đây mình sử dụng là cái hộp 24 thì mình sẽ hàng cái hộp 24 mình làm cái cử cho nó rộng ra thêm 3 ly nữa, 2 hoặc 3 ly, để khi mình
mình lù cái cửa nó không bị cạ vô hai cái máng nè, hai cái thành máng nó không có bị cứng cái cánh cửa của mình. Ví dụ như cái cánh mình sử dụng là hộp 24 mà mình hàng đúng hai phân luôn là mình đưa cửa vô nó sẽ bị cạ, nó sẽ rất là nặng. Nên mình cho độ hở ở đây là 3 ly, độ hở bằng một cái la nè. Đó thì hai bên là hai máng nè. Đó. Rồi máng trên nè. Có máng trên thì sử dụng là mình phải sử dụng bằng la 3. Tại sao mình sử dụng bằng la 3? Tại vì khi mình sử dụng la 3 là mình sẽ cho độ hở để mình nhét cái cánh lên nè, mình nhét cái cánh vô, mình đẩy cái cánh lên là mình mới cho cái cánh vô được. Đó là mình phải sử dụng la 3. Nếu mà ví dụ các bạn là sử dụng la 14 là không có được nha, nó rớt cái cánh ra ngoài luôn nha. Đó, thì ở trên mình phải sử dụng la 3, ở dưới mình sử dụng la 14. Rồi. Rồi cách trừ hao nè, để các bạn làm ở đây mình sử dụng bánh xe nè. Sử dụng bánh xe inox bánh xe Matic nè. Thì ở đây mình mới gắn hai bên hai bánh nè. Cửa nó nhỏ thì mình sử dụng bên một bánh được rồi. Cửa nó nhỏ sử dụng một bên một bánh, còn sửa nó nặng thì gắn một bên hai bánh. Đó, cho nó chịu tải. Rồi cái bánh này thì cao nó lên là một phân thì mình đo. Rồi thì đây mà sẵn mình hướng dẫn các bạn lên cái khung xong rồi đo để mà ra cánh nè. Thì cái chiều ngang lọt lòng các bạn đo lọt lòng cái hộp 48 lọt lòng bên này qua lọt lòng bên này. Đó, ví dụ các bạn sử dụng như mình là hộp 24 thì các bạn đo lọt lòng cộng thêm 4 phân nữa để chia cho 2. Đó, để khi mình gấp cái cánh lại là hai cánh nó không có bị dư ra. Đó, còn ví dụ các bạn sử dụng 36 thì các bạn đo lọt lòng cộng thêm 6 phân chia 2. Còn ví dụ sử dụng vuông 3 thì đo lọt lòng là cộng thêm 3 phân là chia 2. Nói chung mình sử dụng cái sắt mà làm cánh bao nhiêu thì mình cộng vô số cánh đó mình chia 2 ra. Rồi còn cái mà để mình trừ hao để mình là ở đây mình sử dụng là cái bánh xe Matic nha. Bánh xe mà mình quay nè. Đây. Mình sử dụng cái bánh xe này thì nó cao lên một phân nè. Đó. Thì mình sẽ đo cái đây, đo cạnh trên của cái máng nè, đo lọt lòng này kìa. Xuống dưới cái cạnh 14 này nè, đừng có đo xuống đây, đo tới đây nè, đo tới đây thôi. Đó, rồi các bạn trừ hao cho mình một phân để mà mình gắn bánh xe vô nữa là nó sẽ bằng cái khung này. Khi mình đẩy nó vô cái máng nè, mình đẩy lọt vô cái máng là xong rồi nó lọt ở đây cái mình thả xuống lại. Đó, chứ các bạn đừng có đo xuống đây trừ hao là gắn vô không có được nha. Đo lọt lòng cái máng nè, đo lọt lòng ở trong nè. Xuống cạnh trên của cái la 14 nè. Đó, trừ hao cho cái bánh xe mình nó cao lên phân thì trừ hao một phân thôi. Đó, rồi bây giờ gắn vô cho các bạn xem nha. Đây. Đó. Cái độ hở ở trên này là nó cỡ một phân rưỡi nè, phân 3 đến phân rưỡi nè, để khi mình đẩy cái cánh lên. Mình đẩy cái cánh lên thì mình mới nhét cái bánh xe mình vô trong cái máng được. Đó. Giờ đẩy vô nha. Đó, đẩy vô. Đó. Thì mình đẩy lên nè, mình mới nhét cái bánh xe vô nè, đó, lờ luôn. Đó, rất nhẹ nhàng luôn. Thấy không? Tại mình quay một tay, mình làm một tay nên nó hơi lụm thụm, cô chú anh chị xem thông cảm nha. Đó. Rất là nhẹ luôn. Rồi bây giờ mình gắn thêm cánh nữa rồi quay lại vòng nữa cho cô chú chị và bạn xem tham khảo nha. Đó thì sau khi mình gắn hai cánh vô rồi nè, giờ lùi cho các bạn xem nha. Lùi đi. Lùi mạnh tay qua đây. Rồi đẩy hai cánh qua một lúc luôn. Rồi lùi qua lại. Đó, nói chung rất là nhẹ nhàng luôn nha. Đây lùi nè, mình đẩy ngón tay qua thôi. Đó. Thì nó khi mình sử dụng bánh xe này mình cho thêm mỏ ở dưới nữa, nó vừa bền, nó vừa bánh xe nó vừa bền mà khi người ta vận hành nó vẫn êm nữa, nó sẽ êm, nó giảm tiếng ồn nữa nha. Đó. Rồi bye bye cô chú anh chị, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Nếu cô chú anh chị và các bạn thấy video hay và hữu ích thì nhớ để lại cho em một like, một đăng ký kênh để em có động lực thật nhiều video mới và hay hơn cho cô chú anh chị và các bạn xem tham khảo nha. Đó, thì khung bông bảo vệ này thường là sẽ làm khung bông bảo vệ bằng sắt. Ở đây do chủ ta yêu cầu làm bằng inox luôn. Đó, thì khi bữa nào em làm xong thành phẩm sẽ quay vòng nữa để cô chú anh chị và các bạn xem tham khảo. Rồi bye bye cô chú anh chị và các bạn.